Thái Lan nhận tin sốc, 35 cầu thủ từ chối lên tuyển đá AFF Cup 2022. Chỉ 40 trên 75 cầu thủ trong danh sách đề nghị nhận lời tham gia đợt tập trung của đội tuyển Thái Lan hướng tới AFF Cup 2022. Báo An ninh Thủ đô đưa tin, để chuẩn bị cho chiến dịch bảo vệ chức vô địch AFF Cup, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Thái Lan Mano Polking đã lên danh sách sơ bộ 75 cầu thủ, gửi văn bản đề nghị triệu tập tới câu lạc bộ chủ quản của họ. Tuy nhiên, theo Sian Sport, chỉ 40 người trong số này được câu lạc bộ chủ quản cho phép lên tuyển. Do AFF Cup không phải giải đấu chính thức của FIFA và diễn ra trong thời điểm các giải quốc nội Thái Lan đang vào giai đoạn quan trọng, huấn luyện viên Polking sẽ theo dõi phong độ, tình trạng sức khỏe của 40 cầu thủ này ở 3 trận đấu quốc nội sắp tới, trước khi triệu tập 23 người lên đội tuyển chuẩn bị cho 2 trận giao hữu gặp Myanmar ngày 11 tháng 12 và Đài Bắc Trung Hoa ngày 14 tháng 12. Đây là 2 trận đấu quan trọng để tuyển Thái Lan có sự chuẩn bị cuối cùng cho AFF Cup khởi tranh ít ngày sau đó, Siam Sport cho hay. Theo lịch, AFF Cup 2022 sẽ lăn bóng ngày 20 tháng 12, tức 6 ngày sau khi đội tuyển Thái Lan kết thúc loạt trận giao hữu trước giải. Vì vậy, đội tuyển Thái Lan sẽ tập trung liền mạch từ đầu tháng 12 tới khi kết thúc AFF Cup. Với chỉ 40 trên 75 cầu thủ nhận lời, trong đó nhiều trụ cột đang thi đấu nước ngoài từ chối hội quân, huấn luyện viên Polking sẽ không có lực lượng mạnh nhất cho mục tiêu bảo vệ cúp vàng. Số 23 cầu thủ được chọn cho 2 trận giao hữu Myanmar, Đài Bắc Trung Hoa cũng sẽ là những cái tên chinh phục AFF Cup 2022. Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á hạn cho các đội đăng ký danh sách sơ bộ trước ngày 20 tháng 11 và chốt danh sách 23 cầu thủ chính thức dự giải vào ngày 19 tháng 12, một ngày trước khai mạc. Theo báo Giao thông đưa tin, đội tuyển Thái Lan có nguy cơ thiếu vắng một loạt ngôi sao tại giải vô địch Đông Nam Á 2022. Theo thông tin của tờ Men Standard, câu lạc bộ Borong United đã đăng ký gửi 4 cầu thủ gồm Narubajin Wirawadnodom, Supachaichet Yusafanat Muanta và Ratchanakorn Meykami sang Leicester để tập huấn. Dự kiến những cầu thủ kể trên sẽ bay sang Anh vào tháng 12 năm 2022. Sau khi giai đoạn lượt đi Thai League 2022 đến 2023 khép lại sau ngày 27 tháng 11. Trước đó, 3 cầu thủ là Subachai, Safanat và Ratchanakorn đã từng tập huấn cùng với 7 cáo, lần này bổ sung thêm Narubadin. Theo thông lệ, các chuyến tập huấn sẽ diễn ra khá dài và đội tuyển Thái Lan nguy cơ không có được sự phục vụ của 4 ngôi sao nói trên. Tại AFF Cup 2022, không những thế tại giải đấu lần này, ngôi sao số 1 của đất nước xứ Chùa Vàng là Chanathip Songkrasin gần như cũng không tham dự. Trước đó, Messi Thái từng tuyên bố muốn được nghỉ ngơi sau giai đoạn phải gầy ải ở nhiều giải đấu khác nhau. Trong 4 cầu thủ chuẩn bị sang Anh tập huấn thì Narubadin là người đã khẳng định được tên tuổi. Khi cùng tuyển Thái Lan chinh chiến tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 và vô địch AFF Cup 2020. Trong khi đó, bộ đôi Safanat, Subachai đều là thần đồng của bóng đá xứ Chùa Vàng và là nhân tố quan trọng của tuyển Thái Lan trong những giải đấu gần đây. Không chỉ thế, tại AFF Cup 2022 nhiều khả năng, voi chiến cũng không có được sự phục vụ của cầu thủ Thái Kiều Philip Roller vì chấn thương. Việc thiếu vắng rất nhiều nhân tố chủ chốt trong đội hình đang khiến huấn luyện viên Polking đau đầu.